Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGroup Claim 200 triệu token có ký hiệu là BHX nha bạn. Chạy trên nền tảng của Binance Smart Chain. Thì để claim được con này thì các bạn cần copy một link mô tả dưới video của mình, các bạn dán vào trình duyệt. Đáp trên YouTube Connect cho mạng Binance Smart Chain, các bạn kết nó connect dí ngay tất cả các bạn. Sau khi connect dí thì đây thì dự án này nó có lộ trình roadmap rõ ràng nha các bạn. Thì những claim dán thế này thì các bạn yên tâm nha các bạn. Trong chương trình bán hàng VSL 20 ngày nữa sẽ kết thúc rồi bạn. Hiện tại các bạn có thể mua Binance Bay là 0.02 Binance Bay nha các bạn. Một Binance Bay mát là 1 Binance Bay nha các bạn. Rồi thì mình hướng dẫn các bạn claim iDrop free thôi các bạn. Bấm vào iDrop nè. Các bạn sẽ tốn một chút phí mạng là 0.0005 và 0.89 đô giữ cái tờ gần 1 đô các bạn. Ok luôn. Con này khá là đắt. Đây thì con sắt của nó nè các bạn. Sau khi claim xong thì các bạn chờ một xíu nha các bạn. Mình vào con sắt nè, mình copy con sắt luôn. Con này nó có 3, 6, 9, 12, 15. Hiện tại có 2.000, 1.000 máy holder, 2.000 máy transfer nữa các bạn. Rồi các bạn copy con sắt nè các bạn. Rồi bán dán vào trình diện với chocolate cho mình nè. Ôi, nó chưa có hợp đồng. Và các bạn mắc dán con sắt nó vào các bạn. Tên đâu ta? Rồi copy con sắt nó tên là BHX. Tên là token này nè các bạn. Copy cái tên token nó nè. Ký hiệu là BHX, số thập phân là 818 nè các bạn. Ơi sorry các bạn. Sao lộn cộng như ta? Copy con sắt nhá, nhà một tìm kiếm nè. Không có thì dán đi chia hợp đồng nè. Tên thì tên là Bobit token nè, ký hiệu BHX nè. Số thập phân là 18 nè. Phải không ta? BHX phải không? Ok, xong thì bạn bấm làm xong. 200 triệu hiện lên đây. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 200 triệu thuộc cận BHX trên đây em kết thúc nữa các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.